Vâng, hello. Sáng nay thì trời cũng đã là mưa phùn to rồi anh em không? Thì hai vì anh em đi ở ngoài đi ô tô thì nó dù gì cũng che nắng che mưa cho mình anh chị ha. Ngồi máy lạnh nghe nhạc cho sướng. Chơi 5 người, vợ cha, chơi mẹ, chơi con, chơi cháu, chơi vợ. Đó, khỏi sợ bị ướt đầu, khỏi sợ bị dơ chân. Nó an toàn cho tính mạng, lấy cổ che thân. Thay vì phải đi xem đa lấy thân cây của, nếu mà mình đã có điều kiện, thứ nhất là tiền, thứ hai là bằng lái, thứ ba là nhà có đường đi, ô tô tới chỗ thì nên mua ô tô anh chị, đừng có ngại gì hết anh chị ha. Dù thì kinh tế mình làm lương mình 10 triệu là đủ mua chiếc xe ô tô xì bắt rồi, 10 triệu thì mình làm một năm được 120 triệu rồi, để làm hơn 5 tí và hai vợ chồng làm cùng làm thì tức ra đến mua được chiếc xe bắt này rồi anh chị ha. Đó, để đi cho nó đỡ phải bị mệt và bị mà mất thời gian ha. Đi ô tô dù gì đi xa cũng lẹ, khỏe hơn, đi cao tốc khỏe hơn chị ha. Đó, thì anh chị nào thích cái mẫu này á thì liên hệ cho em này là Spark 2011 form mới. Ở bản này là bản full, nó sẽ bao gồm là thắng ABS nè, trang bị tu khí nè, ba ga nóc nè, đuôi gió nè, gạt mưa nè, đó, mâm đúc nè, bản 1.2 anh chị nha. Bản này là bản cao cấp nhất của Spark. Spark nó tới 4 bản rồi, em này là cao cấp nhất. Ở màu xanh em mới vừa sơn cản lại anh chị, rất là đẹp nha. Để cho anh chị mình chỉ có 155 triệu thôi. Xe thì ngay chủ anh chị mình sẵn mua về đi thôi nha. Vì là clip này làm tổng hợp một số mẫu xe cho nên em sẽ không có chi tiết tiền xe, mà xe này em đã quay chi tiết rồi. Rồi kế đây thì em còn một xe này là Camry Việt Nam đời 2009, xe đẹp nghe chủ, mới có hai chủ thôi nha anh chị nha. Em này ghế điện nè, máy 2.4 nè, bốn máy trong này, bốn máy thì chúng phải là 6 máy anh chị nha. Máy 2.4 đó, cảm biến da, camera 360 trên đầu, trên đít, trên bên hông, trên đuôi xe luôn đó, keo chỉ lồng về máy về còn nguyên bản luôn nè. Xe này em đang để cho anh em mình chỉ có 360 thôi. Ngày trước thì lúc mà khi mà em chưa bán ế thì mấy xe này á mình mua giá nó cũng hơi tê một chút, cho nên là mình bán ra giá cũng hơi cao. Thì giờ mua được giá rẻ thì để bà giao bà con mình thì giá nó rẻ, theo thị trường do kinh tế mình nó bị bất bình ổn cho nên bây giờ nó cũng rẻ anh chị ha. Đó, chỉ 360 triệu là anh em đã có Camry 2009 rồi đó. Xe này rin lắm nha anh chị nha, xe không lỗi luôn, cảm biến đầu, cảm biến đít, cụp đèn bi rất là đẹp, biển số 60, xe ngay chủ. Cái đây thì có một xe Carnival 7 chỗ nữa nè anh chị, đời 2007, số sàn, nó cửa lùa, ghế xoay, ghế điện luôn, màn hình Android luôn, ghế da mới luôn, chất xe đẹp, 4 mâm 4 vỏ mới. Xe này để cho anh chị mình 165 còn bớt nha. Có alo, có bớt, có lái thử, có bớt, 4 vỏ là 4 vỏ mới nè anh chị ha. Anh chị nhìn vỏ là biết liền ha. Mình hùng rất là đẹp anh chị, cửa lùa nha. 7 chỗ gậy hàng ghế thương gia rất là rộng rãi. Đó, anh em nào thích cái mẫu này thì liên hệ cho em luôn, để anh em mình 165 còn bớt nha. Nói chung là xe bên em xe nào cũng có bớt hết trơn anh chị. Đó, anh chị mình có thể là đến đây xem xe là bớt nè, điện thoại em bớt luôn cũng được ha, mà đến thiện chí đến xem xe mà lấy thử đi bớt nhiều hơn đó. Và cũng như trong clip này anh em là có comment trên cái clip của em này đó, anh em đến đây mua xe đem clip này ra có comment, có đăng ký kênh đúng không, em fix anh em mình từ 1 triệu cho đến 5 triệu đồng tùy xe nha. Giống như anh em mua xe vài chục triệu thì bớt cho 1 triệu 2 triệu 3 triệu đó, xe lớn thì bớt cho 5 triệu đó, cộng với anh em mình chạy không thích cái gì nữa em bớt thêm cho anh chị để làm thêm đó. Tại vì đa phần những chiếc xe em là đưa ra đến bà con mình chạy là xe nó chạy phải chuẩn hết. Tại vì trước khi lại về là em cho đội ngũ nhân viên em kiểm tra. Đó, khi mà nó kiểm tra nó làm thấy cái gì mà chưa hài lòng hoặc là nó có vấn đề về chì sơn nè, hư lạnh hay là dàn ghế không đẹp thì bên em sẽ cho vệ sinh, vô ga đó và kiểm tra những tổng quát chiếc xe để chạy cho nó an tâm đến người tiêu dùng cho nó chuẩn anh chị ha. Đi ô tô dù gì nó cũng chắc cú hơn đi xe Honda, đó là điều hiển nhiên anh chị đúng không? Đó, Cru đây là Cru số sàn nữa nè. Cru số sàn này em bán 235 nè anh chị. Ru 21 đồ chơi nhiều lắm, mâm lớp vỏ cản này ha, đăng kiểm mới tin nè, mới đăng kiểm luôn đó. Xe này thì ngay chủ, xe này thì anh em là thích mẫu này thì liên hệ cho em luôn. Xe này để cho anh chị mình là 235 triệu đó. Xe này thì anh hai em đang chạy ha, anh em nào mua xe này thì liên hệ cho số của anh hai em là 0988794719 ha. Anh mình thì không có làm xe mà anh đang kêu anh bán giùm mà anh ruột mình ha. Kế đây thì có xe Innova Z nữa nè anh chị ha, Z2007 thế nè. Z2007 thì anh em mình á xem được cái xe này thì liên hệ em ha. Đó thì xe này để cho anh chị mình 175 triệu, Z2007 đúng form, lên vô lăng G, mâm đẹp, vỏ ok. Đó, form dáng đẹp, chạy khỏi sợ bị đăng kiểm hành anh chị ha. Đó, anh em nào mua em tặng anh em cái đèn mới nè, cái đèn này nó bị phai màu, nó bị hơi cũ anh chị ha. Thay đèn mới này em mua về có 1 triệu hơn rồi em tặng cho anh chị mình nha. Đó. Rồi cái này có một xe Innova G xịn đời 2007, G xịn chị, mâm lớp vỏ mới tinh nè, nội ngoại thất mới tinh, mình thùng sơn si rất là đẹp nha, G gia đình, không taxi, không dịch vụ nha, bao nha anh chị nha. Xe này để cho anh chị mình 230 triệu, G 2007, chất xe đẹp anh chị nha. Đó, để 6 là 7 gì đó, đẹp lắm. Đó, cái đây thì có Manut cũng mới về anh chị ha, Manut này mới về luôn nè. Manut này để cho anh chị em mình với số tiền là
105 triệu, số tự động, máy 2.4, phun xăng điện tử, ghế điện, màn Android. Xe này để cho anh chị mình có 105 triệu thôi. Chất xe là đẹp lắm anh chị nha. Mình thùng sơn si quá ngầu luôn, quá mới luôn. Rồi cái đây có Hyundai Ford Innova chứ. Innova 2018 để anh em mình 485 2018 xe này khỏi chê anh chị, chạy mới có 90 ngàn à. Nguyên con còn chất lượng luôn. Mâm vỏ mới tinh. Chạy mới có mấy chục ngàn thôi. Để anh em mình 485 còn bớt ha. Cái này có Innova G, G209 hai túi khí tháng ABS form mới. G209 này để cho anh chị mình với số tiền là 245 triệu còn bớt nha. G209 anh chị hai xe đẹp nha. Cái đây thì tôi xin một xe này là Innova đời 2014 ghế nỉ. Đó, chất xe đẹp lắm anh chị, mâm hoa mai 24. Đó, form mới rất là đẹp anh chị nha. Để anh chị mình xe này là 330 triệu. Cái đây thì có xe này 2016 cao hơn hai đời, nó cũng như nhau anh chị không nhìn nè. Y chang à. Đó. Nhưng mà xe này thì đời cao hơn, giá tiền nó phải cao hơn. Xe này bán là 365 triệu. Còn bớt, nói chung mấy xe này có bớt hết, có xin xe là có bớt anh chị nha. Cái đây thì có Genka siêu cọp luôn. Genka siêu cọp đời 2009. Biển số 4 số, một chủ, biển số đẹp luôn, 5679, ghế nỉ, tích ly nỉ, trần nỉ riêng. Đó, xe chạy mới đúng 70.000 cây số nha anh chị nha. Xe một con xe riêng không lỗi, không một mối hàng hay là một mối chì gì luôn nha anh chị nha. Riêng nguyên con toàn tập luôn. Xe này để cho anh chị mình 158 còn bớt nha. Ở đây thì có một em xe Ford Laser mới vừa đăng kiểm mới. Mới vừa đăng kiểm luôn anh chị ha, đăng kiểm còn lâu lắm nha anh chị nha. Tới tháng 11/2023 mới hết kiểm anh chị nha. Đó, mới vừa đăng kiểm mới, xe này để cho anh chị mình với số tiền như đâu 120 triệu đã kiểm mới cho anh chị mình, có hắn ABS nè ha. Ở nhầm, có túi khí không ABS nha anh chị nha. Dòng này đời 2004 mới có ABS. Con này 2002 chỉ có túi khí thôi. Nhưng mà chạy rất là sướng, chạy êm, chạy bốc mạnh lắm anh chị nha. Đó, để cho anh chị mình xe này ở số tiền 120 triệu, bao xài bao chạy. Có 4 cái nắp này nữa anh chị, mà em đăng kiểm tháo rồi chưa gắn đây, chút xíu cho nhân viên nó gắn vô lại anh chị ha. 4 cái chụp mâm á. Ở đây thì có hơn Hyundai Avante nè anh chị ha. Hyundai Avante đời 2011, xe này chất xe rim chạy mới có 70.000, xe rim nguyên con, xe không lỗi, màn hình đồ chơi đầy đủ anh chị ha. Đó, đèn bi luôn, xe này để cho anh chị mình với số tiền là 260 triệu, đang giảm giá 30 triệu rồi anh chị ha, giảm giá 25 triệu rồi đó. Đó, để cho anh chị mình xe này 260 triệu được anh chị ha. Anh em mua xe hay gọi với số bận nhân viên bên em là 0866 6789 71 anh chị ha. Nhắc lại nữa cho anh chị mình nghe, 0866 6789 71, Bến Tre Mãi Đỉnh. Đó, gặp bạn nhân viên bên em, địa chỉ cửa hàng em gọi Google Thịnh Bến Tre ha. Cái đây thì có Kia con xe tải, Kia K3000S. Đó, K3000S này máy chạy rất là bốc lửa luôn anh chị ơi, máy dầu chạy sướng lắm nha. Đó, nó không có hao anh chị ha, mâm vỏ còn ok, đăng kiểm còn lâu, ba người ngồi, máy dầu chở tấn 2. Xe này để cho anh chị mình 180 triệu đang giảm giá luôn. 180 triệu là anh em có con Kia xe tải chà bá luôn ha. Ở cái đây có em Kia Morning, Morning này đời 2013 xe này để cho anh chị mình 155 triệu, màn hình Android, đó, camera lùi đầy đủ, đó, chạy rất là sướng. Bản này là bản đủ của Quảng Trung, à, bản đủ của Quảng Trung và bản thiếu của Quảng Trung là khác nữa. Bản đủ của Quảng Trung là 4 máy, bản thiếu Quảng Trung là 3 máy, đó, cái này bản 4 máy 1.25 để anh chị mình 155 triệu. Cái đây có con i10 nữa, i10 này đang để cho anh em mình với số tiền hình như là 195 thì phải, đúng rồi, i10 2015. Cái đây có thêm xe bắt tự động nữa anh chị, xe bắt tự động 2009 anh chị ha. Đó, xe bắt tự động 2009 này để cho anh chị mình 155 triệu số tự động nha. 155 triệu đồng ha. Đó, 155 triệu số tự động. Đó. Đời 2009 có túi khí luôn nha anh chị nha. Cái đây thì có hình Cruise nữa anh chị ha. Cruise này đời 2011, số sàn, màn Android chạy sướng nha anh chị. Em này là máy riêng luôn, chạy ngon lắm, bao xài bao chạy nha. Xe này để cho anh chị mình với số tiền 223 triệu. Cái đây thì có Camry đầu đạn, xe cột nha anh chị nha. Hai túi khí và hắn ABS đời 2002 GLI. Xe này ngày xưa là biển số xanh, xuống số trắng nha. Mâm lớp vỏ đẹp ha. Đăng kiểm lâu, xe này để cho anh chị mình 180 triệu. 180 triệu là anh em có con Camry cột chạy rồi. Ở phía sau đây thì có Fortuner và dây. Đó, Fortuner đời 2010 anh chị, máy dầu ha, máy dầu turbo, màn hình đồ chơi đầy đủ, xe rin gia đình không lỗi. Xe này để cho anh chị mình 430 triệu, xe này giá này còn bớt nha anh chị nha, chỉ 430 triệu thôi ha. Đó, cái đây thì có một dây, có dây nữa anh chị ha, dây GL gia đình 2.2 để anh chị mình 120 triệu. Mấy chú ngồi dòng cao dễ chạy, rất là đẹp anh chị ha.
có 120 triệu thôi. Đó, bên em thấy không, rất là nhiều xe. Ở đây nãy giờ em cập nhật mới sơ sơ khoảng 30 xe thôi chị ha. Ngoài ra còn nhiều lắm anh chị, để em vô nhà em cập nhật thêm mới nữa. Thì còn mới thì em đang để trên chi nhánh 2 và những cái bãi bảo dưỡng của em ha. Hiện tại tại cửa hàng Bến Tre và Sài Gòn em là tổng hay là lên đến hàng trăm xe rồi. Cho nên anh em qua mua lựa rất là nhiều loại xe để cho anh em lựa nha. Đó, từ 100 triệu cho đến là 5, 600, 7, 800 nhiều lắm anh chị. Anh chị mình có thể giao lưu, trao đổi nè, mua bán với em. Đó. Anh em dẫn khách lệ bán xe lấy hoa hồng thì điện cho em qua số chính của em ha. Số em đang xài là 0397 026 935. Thì anh em nào mà có dẫn khách qua mua điện cho em để em gửi cà phê nha. Chứ đừng có điện nhân viên nó không biết xử lý đâu nha. Điện em thì dễ hơn. Đó. Còn anh em mà mua xe hay làm giá xe cứ điện trực tiếp cho nhân viên bên em của bạn Nhân á, là 0866 678 971 ha. Đó. Địa chỉ cửa hàng anh em gọi Google Thịnh Bến Tre. Ngoài đây thì ở đây em có thêm một con Corolla siêu cọp nè. Corolla đời 2000. Xe gầm zin, không có một mối hàng nào luôn nha anh chị nha. Cái gầm còn xanh chành luôn á, mâm đúc, chất xe đẹp, 135 triệu còn bớt nha, nỉ zin theo xe, túp ly nỉ zin luôn. Xe màu xanh cơ quan, xe này ngày trước là biển số xanh xuống số trắng nha. Em này bán là bao xài bao chạy luôn chị, cọp lắm anh chị nha. Innova anh em không? Quá trời luôn nè anh chị. Rất là nhiều xe đẹp chờ anh chị mình ha, qua lựa trao đổi vui lẻ, vui vẻ anh chị ha. Đó. Corolla đẹp lắm anh chị. Dòng này chạy nồi đồng có đá luôn chị ha, tôn mỏng dính luôn nha, không một mối hàng luôn. Xe này cọp lắm nha. Cái đây có Awel 2016, đó là Awel 2016, xe này để cho anh chị mình 210 triệu đang giảm giá, 220 còn 210 ha. 210 triệu Awel 2016, xe cộp lắm anh chị. Ghế nỉ, túp ly nỉ, chạy mới có 90.000 cây số thôi. Số sàn 2016 ha, để anh chị mình 210. Ở đây có Cruise tự động 2011, số tự động anh chị nha. Chất xe đẹp, full đồ chơi, đèn bi, mâm lớp vỏ tự động, chạy mới có xe này chạy mới 6 mấy ngàn cây số thôi. Một chiếc xe còn zin toàn tập luôn, full đồ chơi luôn, bao kiểm mới cho anh chị nếu anh chị nào không rành ha, 4 mâm 4 vỏ mới luôn nè anh chị. Đó, để cho anh chị mình xe này 279 còn bớt nha. Còn em nào muốn mua xe rẻ hơn thì có con xe bị giống vậy luôn, 211 tự động luôn mà đồ không có đồ chơi, không có đồ chơi chỉ có màn hình thôi, thì sau đó mình bán là 265, xe này mình bán là 279, xe này bao kiểm mới cho anh chị mình ha. Cái đây thì có con Matiz cỏ này, anh em nào mua em để cho anh chị mình xe này với số tiền là 15 triệu nha anh chị nha. Để cho anh chị 15 triệu Matiz này. Nhưng mà không có, chỉ có hồ sơ thôi, không có giấy tờ cho anh chị nha. Rút hồ sơ, có hồ sơ rồi. Nhưng mà cái số sườn đi mờ, cho nên không có xem tên được. Cho nên để cho anh em nào mua về gã đồ món hay là tập lái trong nhà thì được. Bán cho anh chị mình 15 triệu nha. 15 triệu còn bớt, 15 triệu đi, 15 triệu còn bớt. Có giao xe cho anh em mình ở gần luôn nha, ở gần giao xe luôn, ở xa giao cứu hộ. Chứ đâu chạy được đâu. Đó, máy im nha, đang hoạt động bình thường nha chị nha. Máy im, có máy lạnh luôn, chạy ngon luôn. Đó, xe này bữa giờ chờ rút hồ sơ, chờ làm mà làm không được, hồ sơ vô số sườn bị mờ anh chị, họ không có sang tên, xe hợp lệ bình thường nha. Số sườn mờ không có sang tên được ha. Để cho anh em 15 triệu thôi, xe này về chạy tập lái 15 triệu là anh em có mà tiếp chạy. Đó. Aigon 150 đời 2006, xe nhập 6 túi khí luôn anh chị. Xe đẹp lắm chị, form dáng gì có đẹp ha. Dòng xe Trung Quốc nó cũng xe giống vậy mà giống này là BID nó nhái nha. Bây giờ là mấy chục triệu chiếc à. Xe này là Toyota nhập Aygo đời 2006 nhập 6 túi khí. Dàn ghế đẹp, 4 mâm 4 vỏ ok, mâm đúc. Đó, 4 ghế, 5 ghế, 5 chỗ ngồi anh chị nha. Âm thanh nghe nhạc có lạnh đầy đủ, chạy sướng lắm, màu đỏ, nhiệt huyết. Đó, có 150 triệu à. Món đi này thì cọc rồi hả anh em ha. Món đi này mình đang cho rút hồ sơ ha. Mà đấy, cái đây thì có con Genka này bán có 120 triệu và đang giảm còn 115 nè. Đời 2007, 115 triệu là anh em mình có con Genka 2007, xe này thì chạy nhiều hơn xe đen, không có cọp bằng cho nên giá nó rẻ hơn nhiều, rẻ hơn mấy chục triệu luôn anh chị ha. Xe này để cho anh chị mình 115 triệu thôi. 115 triệu là anh em mình có con Genka này chạy ha. Đó. Cái đây thì có xe Aygo, ở Wigo, xe này là Toyota gì ta, Yaris 2011, nhập Thái Lan, máy 1.5, bản đủ, ghế nỉ, túp ly nỉ, xe đẹp, màn hình Android luôn. Xe này để cho anh chị mình 285 triệu. Bao xài bao chạy bao chén bao quay đầu 285 triệu thôi. Yaris xe này hatchback bự hơn xe ăn cốc nha anh chị nha. Đây có Innova nữa nè. Innova này nâng ha anh chị ha. Nâng lên 285 triệu có anh khách đang xem ha. Đang đi cọc không biết cọc không. Đi xem sáng giờ. Có 180 triệu anh chị. Giá siêu rẻ. Chạy xuống. Rồi để em cập nhật anh em mình thêm một số cái mẫu xe cho mày nữa nha anh chị nha. Đó. Ở đây thì có thêm Cruise. Cruise này là Cruise 2011 màu đen. Xe này thì còn khá là đẹp anh chị nha. Đó, xe zin không lỗi, bao xài bao chạy. Xe này để cho anh chị mình với số tiền là 223 triệu nha. 223 triệu ha, Cruise màu đen. Cái đây có Civic, Civic là 285 triệu. Civic tự động 2.0 cửa sổ trời.
Đó, đồ chơi rất đầy đủ luôn, xe chạy ít biển số 63 Tiền Giang. Đó, xe để cho anh em mình chỉ 285 ha. Kế đây thì mình có thêm một xe Kia Segato, xe ngay chủ đẹp, biển số tỉnh nhà luôn chị ha, 2016, số sàn, chất xe đẹp lắm anh chị nha. Chỉ 350 triệu thôi. Đó, 350 triệu là anh em mình có MC Kia Segato rồi. Đó, 5 chỗ ngồi. Đó, có ga tự động Google Control đời 2016 anh chị ha, xe đẹp lắm anh chị nha. Đó, full đồ chơi luôn, ga tự động, vô lăng tích hợp luôn. Để cho anh chị mình xe này là 350 nha. Đó, kế đây. Cái đây có thêm Kia Carnival số tự động 209, đồ chơi nhiều, đăng kiểm mới, 4 vỏ 4 mâm mới, ghế xoay, ghế điện. Đó, đăng kiểm mới, số tự động luôn, để cho anh chị mình. Xe này máy 2.4 nha, từ 2 nhiên liệu 100 cây tầm 12 13 lít ha. Để cho anh chị mình 190 triệu, số xe 165 ha. Rồi kế đây thì có thêm một xe La City tự động đời 209, cửa sổ trời. Ở đời 2009 nha anh chị nha, nhập Hàn Quốc, phong Crew, đàn anh của Crew ha. Mình bán chỉ 230 thôi. 240 đang giảm còn 230 ha, số tự động tha hồ sử dụng nha. Đó, anh em không? Dàn đích của Crew và đích của Civic, anh em thích xe nào? Em nào cũng là phân khúc C, mà Civic thì nó nhỏ hơn ha. Con Crew nó nhìn nó bự hơn. Nhưng mà về cái chế độ sắc nét ấy, thì là Civic nó sắc nét hơn Crew. Nó nhìn nó vuông cạnh rồi gân gú rồi nhìn nó ngầu hơn anh chị ha. Crew nó không ngầu bằng. Đó. Đây cũng là Segato nữa anh chị ha. Đó, Segato đẹp không? Đó, mới tin. Đây thì có thêm con Range Rover của mình là đang đi là xe này, xe nhập Anh anh chị ha. Xe mới nó 4-5 tỷ bây giờ, xe này thì để này là Range Rover Evoque Box. Xe này thì mình để cho anh chị mình là với số tiền là 830 triệu. Em đang đi, anh em là thích thì kêu luôn ha. Và hỗ trợ làm góp cho anh em mình luôn, xe 5 chỗ. Đó, hàng súp đó, gầm cao dễ chạy, dòng này chạy xuống lắm chị. Máy 2.0 turbo, chạy đạp tăng tốc đã. 2.0 mà nó chạy bằng mấy con xe 3 chấm là hiện tại bây giờ. Nó có tăng áp nó chạy ghê lắm. Cái đây thì có Camry Mỹ nữa nè anh chị ha. Camry Mỹ với số 83, xe ngay chủ, xe đẹp, anh em mua về sẵn đi nha. Xe này để cho anh chị mình với số tiền là nhiêu đâu, 360 triệu. Chỉ 360 triệu là anh em mình có một em xe Camry Mỹ rồi. Đó, xe green luôn anh chị nha. Đó, máy 2.4 nhập Mỹ LE 360 triệu. Cái này thì có một Yaris này là Yaris đời 2015 1.3 nhập Thái Lan, xe green chạy 70 ngàn, không lỗi như một chiếc xe mới luôn. Đang giảm giá cho anh chị mình còn 390, bữa giờ bán 405, bây giờ đang giảm giá còn 390 triệu, bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu anh chị nha. Mâm vỏ mới tin. Chất xe đẹp không lỗi luôn anh chị ha. Đó, xe rin, ghế nỉ rin, trần nỉ rin, túp ly rin luôn, xe luôn anh chị ha. Đó, xe rin cả xe luôn. Để cho anh chị mình xe này với số tiền là 390 triệu nha. Đó, 390 triệu. Rồi, kế đây thì có thêm một xe Vios đời 2017 anh chị ha. 2017 số tự động bản E, anh em đừng có nó có nhầm tưởng là số sàn nha. Số sàn thì xe này giờ tầm khoảng 300-320 là có đầy rồi. Em này là tự động, để cho anh em mình là 370 triệu. Xe chạy 110.000 gin không lỗi. Đó, bao xài bao chạy còn bớt có giảm giá luôn, có xem xe là bớt ngay và có giao lưu có trao đổi luôn. Tất cả những dòng xe anh em bán đều có giao lưu đều có trao đổi anh chị ha. Ok, đây thì có một City. City này máy 1.5 bằng Vios luôn anh chị. Nhưng mà City nhìn nó đẹp hơn Vios ha. City máy rẻ hơn, City này 2014 mà, chứ không phải là 2017, cho nên bán chỉ có 310 thôi, đang giảm giá 10 triệu. Em này đang giảm giá tới 20 nè, bữa giờ quay 385-39 về giảm còn 370 ha. Đó, City này để cho anh chị mình với số tiền là 30, còn giảm còn bớt nha. Chất xe đẹp, xe không lỗi, full đồ chơi, mâm vỏ mới tin. Xe đẹp lắm anh chị nha. Đó, màn hình đồ chơi, màn hình 12 inch luôn. Đó, lăng tích hợp, màn hình 12 inch ha, số tự động, ghế đẹp. Để cho anh chị mình xe này với số tiền là 310 triệu. Đó, 310 triệu là anh em mình có MCT rồi. Bao xài bao chạy luôn nha. Chất xe đẹp lắm anh chị nha. Cái đây có Vios 2009. Vios 2009 xe này để cho anh chị mình với số tiền là 190 triệu. Bản E, 4 hắn đĩa, mâm đúc. Đó, màn hình đầy đủ luôn. Đó, xe này để cho anh chị mình nha. Có túi khí nè, có hắn ABS bản E mà. Nhưng mà giá rẻ có 190 triệu à. Đời 2011 nha, bao xài bao chạy bao chén bao quay đầu. Xe này thì bữa mình cũng có quay cho anh em mình xem rồi đó anh chị ha. Đó, tích hợp xe nhanh vương nè, mâm xịn luôn nè ha, mâm đúng mâm xịn của E chứ không có lai mâm nha. 4 hắn đĩa nè. Đó, giấy tờ sổ là bản E máy 1.5 anh chị ha. Giờ mày chạy được cái bền bỉ anh chị nha, 190 triệu ha. Cái đây thì có thêm Everest máy dầu đời 2006 turbo, máy dầu, đồ trang bị túi khí. Đó, chạy ngon, hay dàn lạnh luôn, dòng máy xe của Mỹ mà có turbo dầu chạy sướng lắm anh chị nha. Tiết kiệm ha, xe này để cho anh chị mình 180 triệu, đang giảm giá còn 180 triệu bao xài nha. Everest máy dầu ha. Vios E này 2011 đời cao hơn 2 năm thì 255 triệu ha. Em này thì có khách hẹn chọc rồi. Rồi cái đây thì có Captiva 2007 xe này dơ anh chị ha.
chất thứ ba 2007, đời 2007 anh chị nha, số tự động nha. Đó, 4 mâm 4 vỏ mới, số tự động, ghế da zin. Đó, series không lỗi để anh chị mình 220 triệu bao xài bao chạy anh chị ha. Cái này thì có Wigo 2019 chạy 50.000 series không lỗi, chạy mới có 50.000 thôi chị ha, như xe mới vậy. Xe này để cho anh chị mình có số tiền là 270 triệu đang giảm giá, còn 270 triệu Wigo số sàn, series không lỗi đời 29 full đồ chơi, 270 triệu còn bớt nha. Series không lỗi anh em đừng suy nghĩ gì hết. Đó, màn hình Android luôn. Anh em là đến đi xem xe độ thì ủng hộ em còn bớt cho anh chị mình nha. Đó, anh em nhìn thấy không, Vios, Wigo là quá trời luôn nè. Ở đây là một số xe ở ngoài game còn nhiều lắm anh chị nha, còn tất cả các dòng xe nhiều lắm, đa phần những dòng xe tầm khoảng từ 300 cho đến là 300-400 cho đến 100 anh chị ha, nhiều lắm anh chị, qua lựa thoải mái luôn nha. Phơm dán đẹp tuyệt vời luôn, anh chị mua đi liền không làm gì hết anh chị ha, bao xài bao chạy nha. Đó, Everest máy dầu turbo nè, biển số 65, xe có turbo và có bánh keo anh chị ha, bản đủ ha, để anh chị mình xem em 180 nha. Rồi ok, anh em nào thích mẫu nào thì liên hệ cho anh Thịnh nha, bên em còn bớt, có xem xe có bớt, có lái thử có bớt, có đến đây giao lưu trao đổi là bớt. Đó, anh em ở xa đến đây xem được em ủng hộ em bớt cho ha. Rồi em cảm ơn anh em nhiều và chúc cho anh em mình đã dành thời gian nãy giờ xem clip em hết gần 20 phút ha. Đó, thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nè, làm ăn phát tài phát lộc thật là thành công và mang đến mình thật là nhiều tài lộc để mình có thể mình mua sắm những cái vật dụng mà mình đang có nhu cầu, mình mong muốn anh chị ha. Rồi chúc anh chị mình mạnh khỏe nha, làm ăn phát tài nha. Em cảm ơn, xin chào.